em hỏi các bác sĩ mắt tại sao không mổ cận mà vẫn đeo kính nhỉ? Chẳng phải mổ nhìn rõ hơn sao? Sao bác sĩ bị cận mà không mổ ạ? Sao bác sĩ vẫn phải đeo kính? Sao chị không mổ cận ạ? Ai bảo bác sĩ mắt thì không mổ cận? Hôm nay mời các bạn theo dõi hành trình mổ cận của một bác sĩ mắt. Cũng như bất cứ ai bị cận, mình cũng gặp rất nhiều vấn đề phiền toái khi đeo kính, như khi đi trời mưa, khi đi chơi, khi trang điểm, hoặc là khi mình khám bệnh nhân thì cặp kính khá là vướng víu. Là một bác sĩ nhãn khoa, mình hiểu về các phương pháp phẫu thuật cận thị và ưu nhược điểm của từng phương pháp phẫu thuật cận thị. Nhiều người cho rằng các bác sĩ biết là mổ cận là không tốt nên là các bác sĩ thường không mổ cận. Thực tế là bất cứ ai, kể cả là bác sĩ, nếu muốn mổ mắt thì cũng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của phẫu thuật, như là độ khúc xạ ổn định ít nhất trong vòng 6 tháng, độ tuổi phù hợp với việc phẫu thuật, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của từng phương pháp phẫu thuật. Ví dụ như Relax Smile thì phải đảm bảo độ dày giác mạc, không có các bệnh lý về giác mạc, không có viêm nhiễm hoặc là các bệnh lý về đáy mắt hoặc một số các bệnh lý khác mà ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Nhiều người trong đó có cả bác sĩ muốn mổ cận nhưng cũng không thể mổ được vì mắt không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để phẫu thuật. Chưa kể mục đích của phẫu thuật cận thị là loại bỏ sự bất tiện khi phải đeo kính và giúp bệnh nhân có thị lực tốt mà không cần kính. Trong khi đó, một số người lại thích đeo kính và họ thoải mái với việc đeo kính, thế nên họ không muốn mổ cận. Còn mình thấy cặp kính khá là phiền toái, không thoải mái. Mắt mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để phẫu thuật, thế nên mình quyết định phẫu thuật ngay thôi. Mình mổ bằng phương pháp Relax Smile. Đây là phương pháp laser hiện đại nhất hiện nay, có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp laser trước đây, như vết mổ nhỏ, thời gian hồi phục nhanh, ít khô mắt, hạn chế được các biến chứng và nguy cơ trong và sau phẫu thuật. Ca phẫu thuật của mình diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh chóng, chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Mình cảm thấy hơi cộm một chút xíu khi mà bác sĩ đặt vành mi vào mắt. Sau đó thì mình cảm thấy bình thường. Trong quá trình phẫu thuật, mình không cảm thấy đau, cộm hay là khó chịu gì. Sau phẫu thuật thì mình cảm thấy hơi cộm một chút xíu và hết nhanh chóng sau một vài giờ, đúng như những gì mình đã tư vấn cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật 1 tháng thì thị lực hai mắt của mình được đạt được 10/10. Khi khám và phẫu thuật cho bệnh nhân, mình cảm thấy thoải mái hơn, không bị vướng víu khi đeo kính gọng. Mình có thể trang điểm mắt thoải mái hơn. Khi đi trời mưa, việc đi lại lái xe của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn. Mình không còn cảm giác là nước mưa đọng ở trên mắt kính nữa. Ai bảo bác sĩ mắt thì không mổ mắt? Mình đã trải nghiệm và hoàn toàn hài lòng với quyết định của bản thân.